Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn về admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU hứa khó tin với Pogba. Solskjaer tin Martial chưa phế hoàn toàn. MU sẽ ký mới với cái tên ít ai ngờ. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU hứa khó tin với Pogba. Trong lúc nhiều người cho rằng MU nên bán Pogba, thì Don Malone loan báo lãnh đạo Quỷ Đỏ tìm cách giữ tiền vệ người Pháp ở lại với lời hứa đầy bất ngờ. Cụ thể hơn, theo nguồn tin này, MU đã hứa chắc nịch với Pogba trong quá trình đàm phán hợp đồng rằng sẽ mang Jack Grealish từ Aston Villa về Old Trafford vào mùa hè này. Thông tin cho hay, Pogba muốn lãnh đạo Quỷ Đỏ đưa ra cơ hội thực tế để MU có thể xưng vương tại ngoại hạng Anh, và họ tin rằng Jack Grealish sẽ là bổ sung lý tưởng cho sức mạnh đội hình Solskjaer. Hợp đồng của Pogba với MU sẽ hết hạn vào hè 2022. Trong phát biểu mới nhất, người đại diện của Pogba, Mino Raiola tuyên bố, ông sẽ âm thầm làm công việc cần làm liên quan đến tương lai của tiền vệ người Pháp. HLV Solskjaer nói cứng sau trận hòa West Brom. Hiện tại, MU đang kém 7 điểm so với đội đầu bảng Man City. Tuy nhiên, các học trò của HLV Pep Guardiola đã đá ít hơn một trận. Dẫu vậy, HLV Solskjaer vẫn chưa từ bỏ hy vọng vô địch. Khi mà mùa giải vẫn còn 15 vòng đấu nữa thì chúng ta chưa nên vội vã kết luận về cuộc đua vô địch ở thời điểm này. Tôi muốn dành lời khen cho các cầu thủ MU vì đã giành được vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng. Chúng tôi sẽ không để Man City một mình một ngựa ở cuộc đua vô địch. MU sẽ sớm đụng độ Man City và chúng tôi sẽ không sớm bỏ cuộc. Mùa giải này rất khó lường và dĩ nhiên MU sẽ không bằng lòng với vị trí thứ hai, HLV Solskjaer tuyên bố. Trận hòa này khiến tôi cảm thấy thất vọng, chúng tôi đang ở rất cần 3 điểm nhưng MU lại đánh rơi 2 điểm. MU cần thu hẹp cách biệt và rõ ràng một trận hòa là không đủ với chúng tôi. Solskjaer tin Martial chưa phế hoàn toàn. Martial năm nay 25 tuổi và từng ghi 23 bàn trên mọi đấu trường ở mùa giải trước, trong đó có 17 bàn tại ngoại hạng Anh. Nhưng mùa giải này, cầu thủ người Pháp mới có 4 lần lập công tại giải đấu cao nhất nước Anh. Thời gian gần đây, phong độ của Martial khá tệ. Anh chỉ ghi được 2 bàn trong 8 trận gần nhất và điều đến ở trận MU hủy diệt Southampton với tỷ số 9-0. Khi được hỏi liệu có lo lắng về phong độ của cầu thủ người Pháp hay không, Solskjaer đã trả lời dứt khoát. Không đâu, tôi biết Anthony Martial đang làm việc chăm chỉ để lấy lại phong độ tốt nhất của mình. Thái độ của Martial rất tốt. Cậu ấy đang nỗ lực rất nhiều trong cả tập luyện và thi đấu. Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là vĩnh viễn. Tôi tin rằng Martial sẽ sớm chứng tỏ được bản thân. Theo đánh giá, một trong những lý do khiến Martial chưa thể tỏa sáng như kỳ vọng là bởi cựu cầu thủ Monaco phải thi đấu ra cánh khi lão tướng Edinson Cavani có mặt trên sân. Còn khi được đá trung phong, Martial đã chơi rất hay và cú đúp ở trận thắng Southampton kể trên là ví dụ điển hình. Bên cạnh đó, việc Martial thi đấu dưới sức ở trận MU thua sốc 1-2 trước đội bét bảng Sheffield United cũng khiến anh và người đồng đội Anselton JB bị fan cuồng miệt thị. Những người này còn tổng tấn công tài khoản Instagram của Toàn JB bằng cách để lại bình luận, biểu tượng có hàm ý phân biệt chủng tộc. Theo Daily Mail, Toàn JB đã buộc phải xóa tài khoản Instagram lẫn Twitter. Gần đây, sau trận hòa West Brom, Martial tiếp tục phải nhận những lời lẽ miệt thị. Nhưng không chỉ Martial hay Toàn JB, mà người đồng đội tại MU là Marc Rashford và Lauren James ở đội nữ MU, Romani Sawyer của West Brom, họ vệ cánh Reece James của Chelsea cũng đang phải đối mặt với hành vi đáng bị lên án kia. Solskjaer vì vậy bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi phân biệt chủng tộc của các fan. Tất cả chúng ta đều biết có quyền tự do ngôn luận, nhưng điều này đã vượt qua giới hạn. Đó là hành vi hoàn toàn không thể chấp nhận được vào năm 2021. Vì vậy, chúng tôi phải làm việc với các nền tảng mạng xã hội và họ phải mạnh mẽ hơn để ngăn chặn chuyện này. Vì sao MU nên chốt mua Dembele thay vì Sancho? Manchester United đã bước qua thị trường chuyển nhượng mùa đông một cách khá trầm lặng khi huấn luyện viên Solskjaer tuyên bố ông chưa muốn bổ sung lực lượng vào thời điểm này. Sự thận trọng của Quỷ Đỏ xuất phát từ việc nhiều đội bóng không muốn nhà người vào thời điểm giữa mùa giải. Bên cạnh đó, độ rủi ro trong các thương vụ là cực lớn khi các tân binh sẽ có ít thời gian hơn để hòa nhập so với mùa hè. Chính vì vậy, người hâm mộ MU đang rất kỳ vọng vào một mùa hè sôi động của đội bóng con cưng. Cũng phải nhìn nhận thực tế rằng đội hình Quỷ Đỏ lúc này dù đang sở hữu nhiều ngôi sao đẳng cấp nhưng vẫn chưa đạt chiều sâu cần thiết để phục vụ tham vọng tại nhiều đấu trường. Do đó, HLV Solskjaer sẽ không thể tiếp tục làm ngơ khi phiên chợ hè mở cửa. Với một số thương vụ lớn, việc lên kế hoạch sẽ được thực hiện khá sớm, thậm chí là ở ngay thời điểm hiện tại. Theo nhiều nguồn tin, MU nhiều khả năng sẽ trở lại với thương vụ theo đuổi tiền vệ Jadon Sancho của Dortmund. Sancho là mục tiêu hàng đầu của Quỷ Đỏ ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái. Thế nhưng, sự cứng rắn của Dortmund đã khiến thương vụ đổ bể khi đôi bên không tìm được tiếng nói chung về mức giá.
Đại diện của Bundesliga chỉ chấp nhận để trụ cột của mình ra đi với mức phí 120 triệu bảng, trong khi MU chỉ muốn trả 90 triệu bảng trong thời điểm tình hình tài chính bị ảnh hưởng cực mạnh bởi dịch bệnh. Trong lần trở lại này, MU có thể sẽ không nâng mức phí hỏi mua của mình. Ngược lại, đội chủ sân Old Trafford sẽ tận dụng chính bản thân Sancho để gây sức ép cho Dortmund. Nên nhớ, Sancho là ngôi sao người Anh và việc tiền vệ này mong muốn hồi hương là điều ai cũng biết. Tuy nhiên, động thái có phần im ắng của Sancho hồi năm ngoái đã khiến Dortmund chủ động ép giá đội bóng Premier League. Giờ đây, Sancho hoàn toàn có thể làm khác khi anh cần bày tỏ một cách rõ ràng nguyện vọng trở lại xứ sương mù. Nếu không, kịch bản của mùa hè năm ngoái có thể sẽ lặp lại và nỗ lực của MU sẽ sớm tiêu tan. Một giải pháp khác khả thi hơn dành cho MU chính là việc họ nên tìm tới cái tên tương tự Sancho nhưng dễ mua hơn. Với phương án này, Ousmane Dembele sẽ là sự lựa chọn không tồi dành cho Quỷ Đỏ. Trên thực tế, MU từng hỏi mượn Dembele sau khi gặp bế tắc với Sancho. Thế nhưng, đó là lúc Barca vẫn cần Dembele bởi tình hình đội bóng đang khá rối ren vì sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Hiện tại, Dembele vẫn là một cầu thủ thường xuyên được huấn luyện viên Ronald Koeman sử dụng, nhưng câu chuyện sẽ rất khác nếu Barca chiêu mộ thành công Memphis Depay, đồng hương và cũng là học trò cũ của ông Koeman. Khi ấy, Dembele sẽ dễ dàng ra đi hơn với tài năng cũng như mức giá phù hợp hơn. Ngôi sao Barca sẽ là mục tiêu thiết thực hơn dành cho Quỷ Đỏ trong phiên chợ hè sắp tới. MU sẽ ký mới với cái tên ít ai ngờ. Ren năm nay 38 tuổi, anh gia nhập MU với giá 1,5 triệu bảng từ Stoke vào năm 2018 để dự bị cho David De Gea và Sergio Romero. Ngày 25 tháng 9 năm 2018, Lee Grant có trận đấu ra mắt cho Quỷ Đỏ khi vào sân thay thế cho Sergio Romero bị thẻ đỏ trong trận đấu với Derby County ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh. Kể từ ngày gắn bó với MU, Grant chưa một lần được sử dụng ở ngoại hạng Anh. Dù thế, ban lãnh đạo MU vẫn đánh giá cao những đóng góp của Grant. Do đó, MU muốn giữ Grant ở lại và trao cho anh nhiệm vụ ghép cầu thủ kiêm huấn luyện viên thủ môn. Điều này đồng nghĩa với việc Grant vừa là thầy, vừa là đồng đội của De Gea lẫn Henderson. Tháng trước, Grant tiết lộ rằng cuộc sống là sự lựa chọn thứ ba có thể khiến anh ta cảm thấy như một thầy ma. Không quan trọng là sự nghiệp của bạn kéo dài bao lâu, nhưng bạn sẽ luôn cảm thấy thất vọng khi không được ra sân vào ngày thứ bảy mỗi tuần. Tôi biết mình đang ở Manchester United, trước mặt tôi là một số thủ môn xuất sắc nhất thế giới, nhưng bạn vẫn có niềm tự hào cá nhân và sự chuyên nghiệp. Bạn muốn chơi, ở một khía cạnh nào đó, trở thành số 3 ở đây là lý tưởng. Tôi có cảm giác mình như một thầy ma và rên rỉ rằng bản thân vẫn còn đủ tốt để thi đấu. Tôi đang rèn luyện sức khỏe của mình, làm việc chăm chỉ. Sau đó tôi muốn phần thưởng, đó là được ra sân vào cuối tuần, Grant nhấn mạnh. MU mua sắm sai lầm, Rashford trở thành nạn nhân. MU đã không thể ký hợp đồng với một cầu thủ chạy cánh phải trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020 và quyết định đó đang làm tổn hại đến phong độ của Marcus Rashford. 3 trong 6 trận gần nhất tại ra sân cùng Man United, Rashford đã chơi ở cả hai cánh trong mũi đinh ba của Ole Gunnar Solskjaer ở các thời điểm khác nhau. Chỉ 2 lần kể từ tháng 12, cầu thủ 23 tuổi này bắt đầu các trận liên tiếp ở cùng một vị trí nơi hàng tiền đạo của Quỷ Đỏ. Theo đó, không có gì ngạc nhiên khi anh đang tỏ rõ sa sút trong thời gian gần đây. Rashford rõ ràng được coi là cầu thủ linh hoạt nhất trong số 4 tiền đạo mà Solskjaer có xu hướng lựa chọn. Trong khi Anthony Martial chơi ở cánh trái hoặc ở vị trí tiền đạo, Edinson Cavani chỉ đá trung phong và Greenwood ít khi ra sân ở bất cứ đâu ngoài cánh phải. Rashford có lẽ không muốn tận hưởng vai trò chạy cánh phải nhưng phải chấp nhận sự thay đổi khi đá chung cùng Martial và Cavani. Rashford đã hoán đổi vị trí của mình 13 lần trong số 30 trận đá chính ở mùa giải này. Tính xa hơn, trong số 37 lần ra sân, anh chơi ở cánh trái 19 lần, trung phong 12 lần và bên phải 6 lần. Những lần anh đá cao nhất nơi hàng công Man United đến khi huấn luyện viên Solskjaer sử dụng sơ đồ 4-4-2, hoặc khi Cavani chưa đạt thể lực tốt nhất và Martial không có mặt. Phong độ của Rashford thời gian gần đây là không tốt, mặc dù anh vẫn có 2 bàn thắng và 3 đường kiến tạo trong 7 lần ra sân gần nhất. Tính xa hơn, với 16 bàn thắng và 9 đường kiến tạo từ đầu mùa, sẽ không bất ngờ của Rashford đánh bại con số 22 bàn thắng và 9 đường chuyền của mùa giải trước. Rashford vẫn tạo ra những khoảnh khắc tuyệt vời trong các trận đấu, nhưng dường như hơi thiếu tự tin và không thể tác động trong xuyên suốt trận đấu. Khả năng ra quyết định của anh cũng không được cải thiện. Và rõ ràng, việc phải đá trái sở trường liên tục đã làm hại Rashford. Cần nhớ rằng, mùa trước anh đã chơi 36 trận từ cánh trái và 8 trận ở vị trí trung phong, theo Transfer Smart. Sự linh hoạt là điều mà bất cứ cầu thủ nào cũng phải cần. Tuy nhiên, để thực sự ở đây là việc Man United không để ký hợp đồng với một cầu thủ chạy cánh phải đẳng cấp nào đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lối chơi của họ, đến Rashford. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này.
Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!